Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Và hôm nay clip này mình sẽ tiếp tục lạp sự kiện với 4 mốc rất quan trọng mà cần phải vượt qua. Đó là 100 kim cương, 700 kim cương, 2.000 kim cương và 3.000 kim cương. Có cái mốc 2.000 này và 3.000 rưỡi được hai khẩu súng cũng khá là ngon. Bây giờ mình sẽ vào lạp luôn. Thì thanh niên A Sơn này phải gọi là rất là chăm lạp mà sự kiện luôn. Hầu như những cái sự kiện nào cũng đều lạp hết. Đầu tiên này lạp 1.000. Rồi. Như vậy là đã được 20 mảnh đá thôm sơn. Cái mảnh này thì chắc lại tí lại bán thôi. Và một cái rìu gôn 15 ngày nữa. Trang bị luôn. Lạp tiếp 1.000 nữa. Rồi. Như vậy là đã được một khẩu gôn 1.1. Nhìn lớp skill khá là phê. Lạp tiếp 1.000 nữa. Mốc này thì chẳng được gì cả. Phải lạp thêm 500 nữa thì mới có thể được khẩu AVKP. Rồi. Được 20 mảnh luôn. Nó tuyệt vời. Ơ đù. Quái trưởng. Lại thành một khẩu level 4 ạ. Tiếc cái nhỉ. Đáng lẽ ra mà nếu trong kho đồ mà có khẩu này rồi thì sẽ có thể nâng được lên tầm level 7 hoặc là 8 gì đấy. Chắc là 7 thôi. Như vậy là đã full cái ô đầu tiên rồi. AK Dragon 43 và khẩu ngắm luôn. Và với 3.700 kim cương này, mình sẽ tiếp tục mà thử vận may ở trong quân trang. Cũng khá là run đấy, vì mình thực sự là quay mấy cái vòng này cực kỳ đen luôn. Chẳng là lần nào trúng những cái món ra hồn cả. Và đây nhiều mồi cái đã. Rồi, được một cái rìu. Đổi mấy cái đồ xem sao. Mong sao sẽ rước vào những cái món đồ mà A Sơn yêu thích. 900 này. Rồi. Đắng lòng. Đúng là quay tay toàn được sốc lọ thôi. Vãi nồi à. Đen vãi cả trưởng. Được mỗi khẩu súng ghẻ. Đắng mề. Lại phải giữ mồi tiếp thôi. Rồi, được một cái giày 3 ngày. Quá nhọ. Quay luôn. Ôi, định mệnh. Mới hiểu cái gì luôn. Đèn vãi cần nồi. Còn thua rồi. Vãi trưởng thật. Thôi như vậy là gần 2.000 kim cương ra đi mà chẳng được cái khẩu súng gì ra hồn cả. Quay cái này lại là khẩu AA-12. Đùa nhau à? Ôi thôi xong. Toàn được cái loại gỡ mìn C4 thôi. Quá nhọ. Vâng, bây giờ thì còn 1.200 kim cương nữa. Không biết lên làm gì tiếp theo đây. Nhưng mà thánh nhỏ cũng là không sai. Quái trưởng. Chắc là thêm thay một khẩu súng ghẻ vào trong ba lô á. Đây, nó khẩu sóc rõ luôn. Bắn thử cái. Rồi thoát luôn. Ra quay phát này mong sao sẽ ra mấy khẩu kỵ sĩ.
ấn này. Rồi, quá tuyệt vời. Như vậy là công thức của mình đã hiệu quả trong lần quay này. Được một khẩu flash 7 rồi. Ngoan chim. Ba mảnh khẩu huyền thoại file Dragon nữa. Quá tuyệt vời. Sau khi lại phải ra thử phát nữa luôn. Không biết qua được phát thứ hai không hay là phát kia do may mắn. Rồi thoát tiếp. Ấn luôn này. Đù. Lần này thì ra khẩu sáu lòng rồi. Đắng mề. Rồi xong. Như vậy là 3.500 kim cương ra đi. Không một lần từ biệt. Được thêm 18 mảnh của khẩu flash. Vãi trưởng. Vâng, như vậy là khẩu flash thì đã có 82 mảnh rồi. Cường hóa luôn. Mảnh thì A Sơn sở hữu rất là nhiều. Mức độ là ít điểm cường hóa thôi. Vâng, may sao vẫn đủ để cho lên 9 này. Quá đẹp luôn. Khảm ngọc chứ mà. Mấy ngọc này thì nâng cấp thôi. Ghép hết. Ghép hết tiếp. Toàn đặt mìn với cả gỡ mìn thôi. Đáng lòng. Không biết lên làm gì tiếp theo đây. Và kho sao. Xem có món gì có thể bán được không. Thôi, chẳng thấy cái món gì có thể bán được. Đá này thì có tới 70 mảnh đá Fire Dragon. Đua thì 91 mảnh luôn. Vãi trưởng. Vâng, như vậy là mình đã vừa phá mất 3.500.000 của bạn A Sơn rồi. Quá nhỏ. Các bạn xem clip thấy hay thì nhớ like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.